Và thông tin giao chiến trên không gian, bầu trời, hải đảo, các thứ cũng không có gì đặc biệt Ngày hôm nay thì buổi sáng đã có thông tin hơn 100 cái UAV của Ukraine tấn công vào các vùng tỉnh phía hướng đông bắc đã bị đánh chặn Còn cũng không có báo cáo tổn thất gì quá đặc biệt Phía Nga cũng không có cái vụ tấn công gì quá đặc biệt, nói chung là cũng là phẫu thuật các vị trí thôi và chặn đánh những đường hành quân rồi tiếp viện rồi năng lượng này nọ vân vân chứ cũng không có một cái mục tiêu quá cụ thể trong những ngày gần đây vâng để chúng ta hãy cùng đến với lại chiến trường luôn trong ngày hôm nay thì vẫn đi từ phía dưới lên như vậy là buổi sáng hôm nay chúng ta đã có dữ liệu về việc phía nga đã tổ chức đợt tấn công chớp nhoáng đúng không ạ, đánh chiếm cái khu vực phía bắc và phía đông bắc của Rabotine. Quân của họ đang có những cái động thái tiến quân khép vòng vây với cụm quân phòng thủ cái nào hướng này ở cước trước cửa thành Novodaninnipka và Malatomachka. Đây là cái tam giác phòng thủ Ukraine ở đây, rất là hùng hổ. Những ngày gần đây thì Nga đã công phá rất dữ dội và Malatomaka bằng hỏa lực từ xa, có cả các loại đạn chùm, đạn nhiệt, đạn các loại đạn. Rồi họ đã đánh chiếm lầm rầm các cái khu vực bên trái, bên phải, đúng không ạ? Và tiến rất nhiều bước nhỏ chồng lên nhau ở cái khu vực chính trung tâm này. Thì chúng ta có thể thấy cộng với những diễn biến xảy ra khắp nơi thì cũng có khả năng đây là một trong những cái nỗ lực của phía Nga đáng kể nhất trong cái chiến dịch lần này để làm giãn trận địa của Ukraine trên toàn tuyến, đúng ạ. Đồng thời cũng không biết đâu được một mũi tấn công của Nga sẽ đánh vào khu vực này cũng sẽ khiến cho Ukraine bất kỳ nơi nào đều rất khó khăn. Nhưng mà tuyến này nó gần ra Porizia, cho nên là nó là nơi hiểm nghèo nhất. Hôm nay thì đích thân uh, giám đốc của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Budanov cũng nói rằng cũng đã lên tiếng rằng ông chúng ta nhớ là đấy là cơ quan tình báo mặt trận nhé người phụ trách vấn đề chính của tuyến các tuyến thông tin quân đội di chuyển ngoài mặt trận ấy, đã nói rằng là phía nga đang tụ tập quân để chuẩn bị tiến công quy mô lớn ở zaporizhia Đấy. Và những lữ đoàn như lữ đoàn số 72, 79 đã rục dịch có những cái đơn vị rút khỏi một vài tuyến ở hướng Uleda để mà kéo sang hướng Velika và hướng Vulapule và trên đường có lẽ là đi tới Oripki để phòng thủ cái tuyến nếu trong trường hợp Nga đánh ở đây. Đấy, như vậy chúng ta thấy là có một cái sự dịch chuyển và chuẩn bị rất là đáng kể của phía Ukraine. Đồng thời có lẽ Nga cũng đã phát hiện thấy việc di chuyển những cánh quân quan trọng của Ukraine rời khỏi khu vực Nam Donetsk mà họ biết là họ sẽ rất khó giữ. À, và sau đó là phía Nga đã tấn công rất ác liệt đúng không, quý vị và những ngày vừa qua họ đã tạo được những cái bước đột phá khủng khiếp ở cái vùng đằng sau Leda. Chúng ta sẽ di chuyển sang dần Uleda đây. À, hôm nay thì đã có những cái xác nhận từ các phía rằng là đích thực thì Nga đã ngoài việc đánh sang cái khu vực phía Oripka đây thì họ cũng đã tiến chiếm hết tất cả các vị trí còn lại ở dọc bờ sông. Đấy. Thì như vậy chúng ta cũng chưa biết ý đồ của phía Nga như thế nào. Rõ ràng là dưới bờ sông thì dễ, vượt qua sông thì không hề đơn giản thế nào. Và phía Nga cũng đã vượt qua một hai lần nhưng không thành công. Tuy nhiên thì ở cánh bên tay phải này của họ, họ đã có những cái thành công ban đầu ở đây, đúng không ạ? Đấy, như thế giờ chúng ta không thấy thông tin gì. À, nhưng mà nếu như nhìn diễn biến ở bên đây nó như là cột cờ như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng mặc dù Nga phát tín hiệu đánh ở hướng này, đúng không, quý vị? Thế nhưng sau khi Ukraine đã đưa quân mà lữ đoàn 72 di chuyển sang đây này, đấy, thì họ đã đánh úp Zotolaya lên Sakate và đồng thời cả mấy cái thành bên tay phải nữa, và họ đã chiếm khá dễ dàng đúng không, quý vị có thể là một cái đảo chiến lược cái cái uh, thủ đoạn chiến lược chiến trường của phía nga Và thủ thuật cực kỳ là hiệu quả đấy thế còn chúng ta đã đến với khu vực này thì uh... Uh, sau những nộp tấn công chỉ trong vòng 36 giờ đồng hồ của phía nga thì họ đã chiếm hoặc là gần chiếm được một loạt các thành trì quan trọng mà đã tích tắc từ rất lâu ở đây tôi phải nói rằng là đây là những bước tiến rất quan trọng của phía nga bởi vì nếu như chúng ta nhớ rằng là kể cả bước đột phá gần đây nhất vào sáng thứ sáu đúng không ạ đấy thì nga mới có à đâu sáng thứ bảy xin lỗi quý vị thì nga mới đến được đến đây thôi còn đâu tất cả là còn rất thấp ở cái khu vực này Đấy, rất thấp ở dưới đây, lồi lõm ở đâu đấy, đến, khu vực này. Thì sau đó là chỉ trong một thời gian rất ngắn 36 tiếng đồng hồ, họ đã tiến lên đánh chiếm một cái diện tích khổng lồ hàng trăm km vuông. Và các cái mặt trận này nó rất là xa. Đấy, chúng ta nhìn ra, nó rất là xa như thế này. Thì Ukraine đã bị choáng, choáng ngợp bởi cái gì? Bởi số lượng xe thiết giáp của phía Nga đã giúp cho hành quân quá nhanh. À, họ đưa ra những câu hỏi là làm sao mà kẻ địch lại có thể còn nhiều xe đến thế? Đấy, mà thông báo đến từ các cơ quan tình báo là xe của địch bị đốt cháy hết rồi. Thế bây giờ đâu mà nhiều như vậy. Thứ hai nữa là làm sao để có thể giấu được ở trong những cái thành này để hành quân giấu xe, để hành quân thần tốc để đánh chiếm nhanh như vậy. Có nghĩa là Ukraine vừa bị bất ngờ về hướng tấn công, thời điểm tấn công, địa điểm tấn công. Cách thức hành quân, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta nói rằng là một nghệ thuật hành quân của Nga ở đâu đó đang diễn ra đây Khi mà ở đây đến đây, nó toàn là những cái cánh đồng không bông quạnh, quý vị ạ Làm sao để Nga có thể giấu xe để Ukraine không phát hiện ra được Đó là một cái nghệ thuật thực sự à, Cái cơ bản thì chúng ta thấy rằng là sau khi Nga đánh cái mũi này ở đây này Đấy, thì bắt đầu là đến buổi chiều ngày hôm thứ Bảy đấy Nga đã bắt đầu tấn công cái mũi này và họ chiếm được các cái vùng như thế này Rồi sau đó Nga tiến lên khu vực trên đây Đấy, rồi sau đó là đến ngày Chủ nhật họ tiến lên khu vực này. Sáng nay thì họ tiến lên đây. Còn sáng nay họ tiến lên đây và chiều nay thì họ tiến nốt khu vực này. Và chiều nay thì chúng ta nói rằng là Nga sẽ nhanh chóng chiếm phần này. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng Nga đã chiếm hoàn toàn được phần này vào trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay họ đã nối hai trận địa này lại với nhau rồi. À, bước tấn công của Nga quá nhanh và hướng xác Kate đã dẫn tới việc Ukraine bị bất ngờ hoàn toàn ở thành Novo Ukraine và thành Bozhenka. Sau đó đã bị phía Nga úp vào sườn, đúng không ạ? Và họ đã chiếm luôn cả cái thành này lẫn cái thành bên này. Nói chung là gần chưa chiếm hoàn toàn, nhưng mà cơ bản số phận đã được định đoạt rồi. Tình trạng chi tiết thì sáng nay chúng ta có thông tin về việc Ukraine đã rút về hướng phía tây bắc của thành. Nhưng mà bây giờ bản đồ này là bản đồ vùng xám hết rồi. Vùng xám toàn bộ tất cả các khu vực đô thị rồi, có nghĩa là Ukraine không còn ở đây nữa, đấy, tức là giao tranh tranh giành và các vị trí của Ukraine đã phải rút ra nằm ở các cái hướng ở hướng tây và hướng tây bắc à như vậy là đã diễn biến quá nhanh ở các cái vùng xám, đúng không ạ? So với buổi sáng ngày hôm nay, như vậy cho thấy rằng quân của nga đang gọi là tấn công rất ác liệt ở trong khu vực đô thị. Chúng ta cũng biết rằng nếu như mà nga chiếm được cái thành này thì họ sẽ tạo ra một cái lợi thế chiến thuật cho toàn vùng cực kỳ quan trọng thế nhưng mà thành này nó rất là chơi lơ vơ cho nên là nga ngao khi mà chiếm được ấy, thì bắt buộc họ phải dồn quân lên để họ à, củng cố trận địa và nhanh chóng lấy công làm thủ để tấn công các nơi khiến cho ukraine không kịp trở tay để mà không tổ chức được các cái à, cụm quân để có thể phản công đúng không ạ bởi vì phản công đánh bật được Nga ra thì Ukraine sẽ giải vây sự nguy hiểm đối với hàng loạt thành trì, còn nếu không để Nga củng cố trong vòng 48 giờ đồng hồ thì Ukraine không những bị tấn công mà khả năng đánh lại Nga là cực kỳ khó. Thì hôm nay chúng ta đã thấy phía Nga đã tiếp tục tràn vào, tuy họ chưa củng cố được chiến trận trong toàn thị trấn nhưng mà cơ bản Ukraine đã phải rút hết ra ngoài rồi, đúng không ạ? Giao chiến vẫn xảy ra rất ác liệt, nhất ở thành sắc Kate và thành Bohujangla. Còn ở khu vực này thì cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khi mà phía Nga buổi sáng hôm nay thì đã chiếm hết phía nam bờ sông. Chiều nay và một phần còn lại của phía bên đông của bờ sông thì Nga chưa chiếm được. Nhưng chiều nay họ đã vượt qua sông. Đấy, họ chiếm được đâu đó một cái hình kiểu như này rồi. Cơ bản với việc này mà Ukraine không chặn lại được. Và bây giờ chặn cũng rất là khó. Vì họ chiếm cũng phải một cứ điểm nhỏ đúng không ạ? và những cái thành của Ukraine nó toàn những cái kiểu nhà nhà kiểu villa như thế này thì cũng rất khó để có thủ và công cho nên là để nga chiến như thế này thì có nghĩa rằng nó đã là cái số phận đã quyết định rồi đúng không ạ đã quyết định quan trọng nhất là phía Ukraine có thể sử dụng cái phòng thủ ở đây để mà chặn được quân nga được bao lâu không cho nga tiến về cái đường hậu cần ở phía bắc này mà thôi cũng như đánh sang ngang ở Bohorizhenka À, như vậy là phía nga đã vượt qua vô vàn những hệ thống công sự chiến hào phòng thủ rất nhiều giải rác ở các cái khu vực này ở đây chắc chắn còn rất nhiều nữa này và phía nga chưa giải quyết được cho nên họ đã không thể tiến được vào cái thung lũng này à, theo cái hướng này đúng không ạ và cái hướng ở đây trong chiều giống như ở bên này à, có lẽ là nó quá to nhưng mà chúng ta thấy là họ đã vượt qua rất nhiều rất rất nhiều để chiếm được cái khu vực đến tới 100 km vuông ở vùng Uleda này thì nó giá trị bằng hàng nhiều trăm km vuông ở vùng Kursk. Và tình huống như vậy là sắc Kate đã gần như thất thủ, Novo Ukena à, nguy kịch. Bohoizenka thì tình huống cũng giống như là kate mất hết toàn bộ khu vực trong đô thị. Còn phía Nga liên tục mở rộng vùng củng cố, chiều nay họ cũng mở rộng hướng này và mở rộng sang hướng bên này. Đấy, còn vùng xám thì chiếm hết tới khu vực này. Còn nhiều nguồn tin cho biết là các lực lượng trinh sát gì đó của phía Nga đã tiến tới sát chu Chudove tức là chỉ sát cái thành ngã tư Uspenica này mà thôi. Đấy, còn một cái thành nữa là đến cái, cái 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 trung tâm của cái vùng này. Đấy, thì bây giờ phía Nga đã đâu đó quân của họ đã xuất hiện ở đây, thì không biết là cái cánh quân kiểu gì. Nhưng điều đấy cho thấy rằng Nga đã có một cái sự kiểm soát rất là đáng kể, đúng không ạ? Ở Bojenka thì quân của họ mới có, có đường để vượt qua tiến vào các khu vực như này. Đấy, và nếu mà không có gì thay đổi chúng ta sẽ có thể thấy nếu Nga chiếm được hoàn toàn Bojenka thì ở đây Nga có thể đánh tạt ngang sườn Zelija, Viska Chudove rồi đánh vào đằng sau lưng của Novo Ukraine. Đúng không ạ? Đều rất nguy hiểm. Hoặc có thể hành quân cắt cái con đường ở đây. Đều là phong cách nở hoa rất là đặc sản của gọi là phía Nga. Đây là một thành kiên cố nhất trong toàn bộ những cái thành chúng ta đang nhìn thấy ở đây này. Đấy. Uh... Và nó được chuẩn bị để mà phòng thủ sau khi uh, Vodiana và Uleda sụp đổ. Và các cánh quân tinh nhuệ như là Lữ 72, 79 có mặt đây. Vừa di chuyển xong thì toàn bộ đồng loạt các tuyến này bị sụp đổ luôn. 79 ở đây cũng vậy. Sau khi rời khỏi Katerina thì đã bị phía Nga đánh úp luôn Katerina. Đấy, chiếm được rồi. Sáng nay thì họ đã hành quân theo bờ hồ tiến vào khu vực phía đông nam của và Tipska. Rồi sau đó thì họ tiến quân hẳn hướng phía đông, còn cánh quân ở hướng phía dưới thì liên tục triển khai vào cái trận địa thung lũng giữa cái cánh ở đây với lại cái bộ hồ ca mà chúng ta vừa nói đấy. Đấy, đây này, một cái hướng tấn công hết của phía Nga lên đây. Bây giờ họ áp sát vào gần đến khu vực giữa của cái tuyến phía nam rồi. Còn ở hướng Katerina, bản đồ chưa cập nhật nhưng mà chúng ta đã có nhìn thấy UAV của Nga truy kích trận địa Ukraine rút lui ở đây. Đấy, thì cho thấy rằng khả năng thành này cũng đã rơi vào tay Nga. Hướng này có lẽ quân Nga cũng đã dồn tới gần sát bờ sông. Ở hướng Antonivka thì có những hoạt động diễn giao lưu diễn ra ở hướng phía Nam nhưng không có bước tiến quân cụ thể của phía Nga. Còn ở hướng phía Bắc thì phía Nga mở rộng cái vùng xám lên phía trên. Còn đặc biệt ở hướng phía Đông Bắc phía xa thì phía Nga đã tiến thêm các cái bước ở hướng thành Tây Nam borobida xuống thẳng phía Ilinka. Đấy có nghĩa là quân họ đang tiến theo hướng này và đây là dữ liệu không biết là buổi sáng hay buổi chiều ngày hôm nay nhưng mà chúng tôi ghi nhận những cái động lực vector tấn công của phía Nga mà Ukraine có vẻ không ngăn cản được họ thẳng xuống hướng phía bắc của Antonivka và trực chỉ về hướng Ilysk Vậy là chiến trường Uleda diễn ra trong 48 giờ đồng hồ qua, cực kỳ sôi động, đúng không ạ? Từ cánh phía Velika cho tới tít khu vực Makarivka, uh, makarica uh, Herorivka, Maksinimidzhanivka. Còn lên Porok một cái thì chúng ta đã thấy là trong sáng nay Nga đã chiếm luôn cả cái thành rất to, Oleksandropin, bên bờ sông bên phải. Đấy, và sau đó thì chúng ta đã chứng kiến là toàn tuyến ở đây đã sụp đổ thành Hynix đã rơi vào tay nga, Izmailivka thậm chí đã được bộ quốc phòng nga tuyên bố giải phóng, Sukorine cũng giải phóng, thành Novoselivka đang bị ép tới cái khu vực cuối cùng của phần phía tây giáp với lại Voznesensk. như vậy thì đồng loạt ở đây chiến trường đều sụp đổ À, nhìn những chiếc xe của phía Ukraine đang rút lui kho theo cái hướng này và vấp phải bãi mìn của chính họ ở khu vực này nổ khá nhiều xe thì cho thấy là chúng ta đã thấy cái, cái thông tin buổi sáng nay là tầm một tiểu đoàn của Ukraine bị mắc kẹt ở đây tiểu đoàn cơ giới mà chỉ có uh, họ có chứng ngại vật là đây là cái mỏ đá cao và có hồ cho nên họ chỉ còn cách là đi di chuyển hướng phía bắc và di chuyển hướng phía nam đều bị quẹt đúng không ạ bị nga quẹt vào hai hỏa lực nga quẹt vào tiếng này cho nên là đã dẫn tới tổn thất còn chắc chắn rằng là cánh bộ binh họ sẽ luồn lách để đi như thế nào đó để cho nó an toàn hơn nhưng dù sao chúng ta cũng thấy sự rút quân của phía ukraine khỏi thành cuối cùng kura kipka còn giao tranh bây giờ thì phía Nga được tin rằng là họ đã chiếm được đến khoảng độ 1 phần 3 từ hướng phía Bắc. Đấy, có nghĩa là đây là cái khoản cập nhật trong chiều ngày hôm nay của chúng ta. Đấy, mặc dù chưa có điểm kiểm soát cố định Chính thức nhưng mà quân gõ đã tiến vào đánh tận đó và Ukraine đã tăng tốc rút lui ra, còn tôi không biết rằng còn lại Ukraine trong đây là còn bao nhiêu nữa. Và cũng không có thông tin về những cánh quân của phía Nga đã hay chưa xuất kích từ các hướng phía Đông, phía Nam, phía Đông Bắc, Đấy, à, nơi mà chiến tuyến của họ đã rất thành công trong việc đánh chiếm thành Oleksandropin. gần như là không có nghe thấy tiếng súng ở cái khu vực uh, Sukorine, sau khi Nga đánh được Ismailivka xong thì họ đã đẩy nhanh tốc độ tiến quân về cả hướng phía Nam lẫn hướng phía Tây. Đúng không? Bây giờ thì không rõ rằng là cái biên giới ở đây nó như thế nào ở khu vực này. Nhưng chúng ta nhìn thấy một cái mũi công lớn của phía Nga đang ép về từ hai hướng. đúng không ạ Và mục tiêu tiếp theo là Voroserenska này. Kremina chiều nay cũng đã bị Nga luôn vào đằng sau lưng ở hướng phía Tây rồi này. Đấy, ở chỗ khu vực này mở rộng ra so với buổi sáng nay một khoảng như thế này. Có nghĩa là thành này sắp ra đi, thành này sắp ra đi, đúng không ạ? Và nạn nhân tiếp theo chính là thành Vonezenesenska và cái chỗ này thì cũng chẳng có bất gì bất ngờ bởi vì chúng ta thấy rằng là cái gọng kìm của phía nga đã như thế này hình thành bên bờ sông như thế này rồi thì cơ bản ukraine cũng rất khó để có thể cưỡng được à, nga đã là gọi là 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 tuyên chuyên dành tuyệt phẩm đánh tạt sườn đúng không, quý vị mà cái sườn ở đây nó còn to hơn cả chính diện như thế này thì tất nhiên là trận địa rất yếu mất sukurine ukraine không còn cơ hội phòng thủ nữa Vâng, bây giờ thì chúng ta chỉ quan tâm tới việc Lukaenan sẽ duy trì uh, rút quân rồi phòng thủ như thế nào để làm trận bước phía Nga thôi, còn chắc chắn chỗ này sẽ không còn cơ hội để uh, giữ nữa, đúng không ạ? Sát bờ hồ phía Bắc và có thể nói rằng là trận địa của phía Nga sẽ nhanh chóng tiến tới cái khu vực này, không còn nghi ngờ gì nữa. và toàn bộ sẽ đến đây. Có nghĩa là kiểu gì Nga cũng áp sát được vào hướng phía tây của cái bờ hồ này, còn họ có đánh được qua đây không thì là một cái việc khác sẽ khó hơn rất nhiều. Vì lúc bây giờ Nga không còn hướng nữa kẹp giữa bờ hồ một thành cực lớn Kurakove và Andypka, hai thành siêu to khổng lồ hai bên, chắc chắn là nga sẽ phải đánh tới tận tít khu vực phía bên này, đúng không ạ? Rồi sau đó họ hình thành một cái trận địa áp sát vào Andypka thì mới có thể chen chân được vào cái khu vực phía giữa này. Đấy là về mặt logic. Còn rất có thể với cái điều kiện chiến trường của hai bên hiện nay thì sẽ có rất nhiều những lợi thế cho phía nga hơn còn ở hướng cdov thì chúng ta nhìn thấy những cái cập nhật trong ngày hôm nay như sau thứ nhất là phía nga mở rộng cái trận địa thứ nhất là họ vào họ chiếm nốt vcne ở đây đã đúng không ạ một cái hành động rất táo bạo bất ngờ chiếm khu vực hậu phương trước tiền tuyến rồi sau đó họ mở rộng cái trận địa ở hướng phía bên dưới khiến cho ukraine không mất hết hy vọng để có thể đánh bật nga ra khỏi cái khu vực này đúng không ạ rồi họ tiến xuống novodichimika bây giờ thì bom đạn nga đang dồn rất ác liệt vào thành này rất nhanh hàng không của họ đã xuất hiện từ đâu đó để mà À, áp đảo hỏa lực của Ukraine ở cái khu vực này và có khả năng cái này họ sẽ đánh rất nhanh trong quá trình sắp tới bởi vì chúng ta cũng dự đoán sau khi sụp đổ hướng này Nga sẽ nhanh chóng triển khai tấn công phía dưới và phương phía, phía tây đúng không ạ? Thôi bây giờ đã dồn xuống đây rồi. Còn có thông tin rằng là Nga đang đánh vào thành Novo sitka đấy ở hướng phía tây có nghĩa rằng là mũi công của Nga đâu đó nhằm luôn về hướng chính tây ở đây. Rồi thông tin là Uh, Selidovê đã được giải phóng Nga đang tụ tập một lực lượng khổng lồ bằng đường tàu để điều đến khu vực hướng Porok để chuẩn bị công phá về hướng phía tây và chúng ta có thể dự đoán đấy chính là cái hướng tây của hướng Selidove. Sau khi ngày hôm nay thì quân của họ gần như đã không cho Ukraine một cơ hội gì, đã tiến lên đánh chiếm nốt những cái phần còn lại, chẳng còn phần trăm nào nữa rồi, hết rồi, đúng không ạ? Còn chắc là còn một tí thôi, tôi đoán là còn cái đoạn dãy nhà cuối cùng này thôi. với Ukraine vẫn nói rằng là vẫn còn cố thủ trong thành. Đấy, còn nhiều nguồn tin của Ukraine nói rằng họ vẫn còn giữ đâu đấy tận vào khu vực trung tâm, à, rồi như thế này. Nhưng những thông tin từ các nơi thì cho biết rằng là có khả năng Nga chưa dọn dẹp xong thôi, còn à, Ukraine đã phải rút hết khỏi các khu vực đó rồi. Như vậy thì trong ngày hôm nay, Nga có một cái chiến thắng kép, nhưng mà cái chiến thắng kép này nó rất là to, đúng không ạ? Nó liên quan đến sự sụp đổ của thành Hynix và thứ hai là Selyuva, đều là hai thành phố rất quan trọng chưa kể những cái thành dâu dê từ trên xuống dưới thì rất nhiều chúng ta chờ xem là cái cung đường hậu cần của nga có giúp họ hành quân khẩn cấp ra đây để mở những cái cuộc tấn công vũ bão về hướng phía tây như chúng ta đã dự đoán hay không khi mà nga đã gấp rút để mà hoàn thành việc đánh chiếm selirovê nó quá nhanh một chiến dịch diễn ra quá thần tốc khi bao vây một thành phố uh, có đến hai mấy nghìn dân trước khi mà diễn ra cái uh, cái cái đợt tấn công của phía Nga đến sát, đúng không ạ? Uh, cái tỷ lệ còn nguyên vẹn đến 75%. Nga có một trung tâm hậu cần cực kỳ quan trọng, cùng với thành Novo Odipka có tới 90% còn nguyên. Hai cái thành này có thể nói cặp bài trùng cực kỳ quan trọng ở phía Nga, Tất cả các mục tiêu của phía Nga đánh đều nhanh hơn trước rất nhiều. Ví dụ như là vùng Uleda chúng ta thấy rằng những thành như Konstantinovka này Nga đánh 3-4 tháng thì bây giờ họ xuyên qua Katerina này chỉ cho chưa đầy có hơn tuần đúng không ạ? Hơn tuần. À, bây giờ đã tiến tới thành tiếp theo rồi và có vẻ như đây phía nga vẫn chưa có tập trung hết cỡ còn ba cái thành này thì nhanh hết không thể tả khi vua xong thì chúng ta đã thấy ba thành này ra đi chỉ trong một thời gian rất ngắn đúng không ạ thời gian chuẩn bị thì rất lâu nhưng thời gian đánh thì lại rất nhanh cho thấy rằng là cái cái sức tấn công của phía nga đã được cải thiện rất đáng kể ukraine đã bị hụt đi một cách rất đáng kể còn ở hướng quan trọng nhất là hướng về Porok thì phía Nga hôm nay cũng đã tiến ở khu vực phía nam của Lysychka và phía tây của Novohorivka. À, họ đã đánh bật Ukraine hoàn toàn khỏi các cái cao điểm còn lại ở đây để để đả thông sang hướng phía tây mục tiêu tiếp theo có lẽ của phía Nga đấy là chính là Dachenska, Lyslivska và sukoza Đồng thời ở hướng mỏ cao điểm phía bắc cạnh Kruzigra thì phía Nga cũng đã có một đợt tấn công sấm sét đánh bật Ukraine ra khỏi cao điểm đó và tàn quân lút rút về chỉ còn lại lác đác. Có nghĩa rằng Ukraine đã hứng chịu một cái tổn thất cực lớn khi mà họ đã gọi là dám đưa một cánh quân đến để chiếm lại một cái khu vực này nó nằm ở trên cao điểm mà nhưng mà nó rất là co cụm cho nên nó trở thành một cái mồi ngon của các cái loại đạn gọi là sát thương trên diện rộng mà phía Nga dường như nó là cái nguồn cung bất tận đúng không ạ? Vâng, như vậy là tình huống ở đây cũng rất xấu cho phía Ukraine. À, đến với khu vực torex thì ngày hôm nay chúng ta buổi chiều không có gì nhưng buổi sáng chúng ta đã có những bước tiến của phía nga cũng rất là thần tốc áp sát tới uh, gần trung tâm của sbinivka còn lại thì phía nga đã để cho ukraine đánh bật chiếm lại toàn bộ cái khu vực định cư của cái quận tabaka gì đó trong cái vòng đỏ chúng tôi đây Đấy, Thì nhưng mà như chúng tôi cũng nói cùng quý vị nếu mà ukraine vào đây mà họ có động cơ để cắt được cái này đi, cắt được cái này đi, đúng không ạ? Thì nó hoàn hảo, có nghĩa là một bước tấn công trong mơ. Còn nếu như họ không làm được thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ đang dần dần chui lọt vào một cái gọng kìm của phía Nga. Đúng không ạ? Và rất khó là rút đi. Và lúc bây giờ Nga sẽ đánh từ sau, sau khi họ chiếm được đây, họ sẽ đánh vào cao điểm này. Ukraine không còn đường về. Và còn lại thì có thể Nga sẽ phớt lờ đi cố giữ bằng được khu vực này để Ukraine tiến xuống thật sâu. Nhưng họ sẽ bảo vệ cái cột cờ để tiến tới khu vực này để cắt cái đường hậu cần ở đây của phía Ukraine thực tế và kiểm soát bằng hỏa lực với hậu cần duy nhất còn lại vào thành Torex. Như vậy rõ ràng Ukraine lúc bây giờ sẽ tình trạng giống Selidove sẽ diễn ra khi bị cắt đường hậu cần thì quân trong thành sẽ yếu đi trông thấy đúng không ạ và lúc bấy nga có thể sẽ bóp nốt Đấy, và cũng có khả năng họ xuất hạ phước cái, phát cái mũi tấn công ở hướng bên cánh phải một cái cánh mà đã bồng in từ rất lâu rồi à, đến bây giờ nó là gần hai tháng rồi đúng không? không có thông tin gì thêm đây là một cái nơi hiếm hoi mà chúng ta thấy là phía Ukraine có được một cái sự thay đổi tích cực trên trên cái 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 chiến địa về bất động sản đúng không ạ? Chứ còn thực tế thì tôi thấy đấy là một cái cái sự rút lui đấy chứ không một cái sự thoái lui của giải quyết chiến cuộc. À, họ không cắt sườn đúng không ạ? Không cắt cánh mà chỉ có tập trung vào vùng gọi là vùng nách thôi. Đấy. Xung quanh Trái ra giao chiến dữ dội, bùng nổ bất chợt, rình rập nhìn chung là ukraine đang rất hoang mang ở hướng này tuy nhiên không có thay đổi gì trên trận địa lên hẳn Toske sáng nay thì phía Nga đã có một vụ tấn công khá là đẹp mắt khi mà đã đánh chiếm lại hết phần Ukraine phản công nọ rồi chiếm thêm các phần rất quan trọng để mở rộng cái gọng kìm của họ đây ra. Đây là một nơi rất quan trọng áp sát vào các thị trấn. Nếu mà Nga mà mở rộng được như thế này thì họ sẽ biến cái chỗ này không chỉ là nơi cố thủ mà trở thành bàn đạp để tấn công.ít nhất thì họ có một con đường hậu cần thẳng từ trong trung tâm Kremina chạy ra sẽ giúp cho họ phát động được những cái đợt công vào ba hướng này. Ba hướng này mà đánh vào đâu thì Ukraine cũng đang rất đau đầu, đúng không ạ? Cả ba hướng. Mất Zaporika thì Terry cũng mất theo mà mất toàn bộ khu vực này luôn. Gọng kìm cái điểm này trận điện này của Nga sẽ cực trở lên cực mạnh, siêu mạnh. Đấy, mất Zane thì thôi hướng đông nói gì Toske toàn bộ hướng kremina phía dưới cũng lâm nguy, cho nên rõ ràng là việc Nga tiến tới áp sát cùng lúc vào ba cứ điểm đã là một trong những bước đi chiến thuật cực kỳ nguy hiểm. Còn sáng nay, chiều nay chúng ta có thêm một bước tiến của phía Nga vài trăm mét nữa từ hướng Novosadove vào hướng Terry. Đấy, họ chiếm thêm được những dãy nhà góc phố nào đó. Trận chiến gần như là để giải quyết thành đấy sắp diễn ra rồi. Cũng sáng nay, Petro Chavene đã bị phía Nga tiến vào khu vực trung tâm. Đấy, giao tranh đứng ra uy đùng ở khu vực này. Và ở đây đang chuẩn bị xuất hiện một cái gọng kìm mới, đúng không ạ? Để nối xuống hướng bên dưới cũng tiến tới khu vực bờ sông. Còn uh, trong ngày hôm nay chúng ta thấy một cái sự đột phá rất đáng kể của phía Nga. Vâng, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Như vậy là phía Nga đã... đây là cái bờ sông này. Đấy, chúng ta nhớ đây là bờ sông danh giới không? Thì hôm nay chúng ta đã có thông tin là Nga đã luồn qua sau lưng của trung tâm Kraljurikakipka, đúng không ạ? Để đánh về hướng ra... Uh, Rizove. Đấy, và chúng ta vẽ đâu đó nó như thế này. Nhưng mà không ngờ rằng là phía Nga đã chiếm hết cả cái khu vực phía nam của thành Kuruka Kipka rồi. Đấy, có nghĩa là thành đấy thất thủ rồi còn đâu nữa. Đúng quý vị, tôi không biết là còn cái chỗ nào nữa. Có lẽ là bờ sông này chăng hoặc là tác giả bản đồ đã vẽ hơi quá tay như nào đó. Nhưng như thế này thì đâu còn một tí ra nào nữa, không còn. Chỉ đây nữa, đây thì cũng chỉ là vùng xám thôi. Như lại là mất rồi. Và Nga đã đánh tới tận Zaryozove và không thèm xuất kích cái hướng phía đông của họ vậy là cái trận địa khó nhất mở bờ, bờ sông đã bị phía nga đập tan đúng không ạ Đấy, và ukraine bây giờ còn bị nga tiến tới khu vực phía nam này áp sát vào thành phía nam này phía này thì tất nhiên là chưa vượt được qua sông còn phía bắc buổi sáng nay nga cũng đánh tới sát thành À, sát hướng phía nam của thành Koshinil Kipka rồi Ukraine chỉ còn giữ lại một tí mấy cái làng mạc rất là mỏng ở hướng phía bắc thôi mà lại làm ứa nẹo trong cái sự uy hiếp của phía nga từ ngang sườn đúng không ạ? Với thế trận như này thì chúng ta thấy rằng rõ ràng không còn cơ hội nào Ukraine có thể phòng thủ được nữa. Nói chung là Ukraine không những đã mất thành chính mà cả hai cái thành bảo vệ xung quanh nó cũng đều nằm trên thớt trong những cái giờ sắp tới. Thông tin về các hướng còn lại thì không có gì đáng kể ở khu vực này. Còn chúng ta sẽ lên thẳng khu vực Kurs mà bỏ qua vùng khắc cốp. Thông tin ở đây cũng rất là khẩn cấp. Phía Ukraine cho biết rằng là quân địch chỉ còn cách Suda 4 km ở hướng phía Tây thôi đấy thì tôi thì tôi không ghi nhận thấy cái gì nga tiến chiếm được ở hướng phía tây này trong hai ngày qua mà cơ bản ukraine phản công là chính đấy, còn phía đông thì đúng thật là phía nga đập tan những đợt phản công của ukraine và đang tiến lại khá là ác liệt đặc biệt là hướng Plenoko, ukraine tung ra rất nhiều đợt phản công trong ngày hôm nay sau đó thì họ đã bị phía nga à, gọi là đánh chặn ở nhiều nơi và sau khi vượt qua bờ sông và họ hứng chịu tổn thất rồi không tiến thêm được tí nào rồi phía nga củng cố vị trí và có vẻ như họ sẽ chuẩn bị giải quyết nốt cái thành Pelenoko ở hướng phía tây ở hướng Chesake Kolonopen thì phía nga cũng đang tiến vào trong thành sau khi đã rút à, những ngày trước rồi ở hướng Pluskanove phía nga cũng đã tuyên bố là chiếm toàn bộ tức là thành này đã được giải phóng này đây là ngày hôm nay này được giải phóng như vậy thì mục tiêu tiếp theo của phía nga chính là thành mikhailovka đúng không ạ hôm trước thì họ đã xuất hiện ở đây rồi nhưng hôm nay với việc là tuyên bố giải phóng thành này chúng ta có thể thấy rằng nga đã sẵn sàng để đánh vào mikhailovka như vậy thì chúng ta thấy hướng bên tay phải của uh, trung tâm suda đang bị phía nga công kích rất ác liệt và không hề có một nhượng bộ nào cho ukraine khi ukraine liên tục phản công đúng không ạ còn hướng tay trái thì Ukraine cũng phản công ác liệt và Nga đã rút đi khỏi các khu vực bên phải bờ sông và họ cố thủ ở bên bờ sông. Còn bây giờ hai bên đang tranh giành nhì nhằng khu vực này. Còn lại thì cái số phận của cánh quân Ukraine ở trên đây không biết thế nào. Cơ bản theo tin Tổng thống Putin thì chúng ta thấy rằng tình huống đang rất khó khăn đối với họ và cái 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 diện tích nó càng ngày nó càng hẹp dần đúng không ạ đấy chúng ta không nhìn thấy nhưng nó hẹp dần và tình huống xung quanh cái novaya Sorochina đang rất khó khăn cả staraya Sorochina cũng đang rất khó khăn cho ukraine đâu đó phía nga đã tuyên bố giải phóng một hai thành gì đó ở đây có nghĩa là trong ngày hôm nay thì nga tuyên bố giải phóng hai thành ở trên toàn hướng phía vùng Kursk. Đấy, còn lại diện tích thì chúng ta không thấy thay đổi nhiều nhưng mà nga đã làm một cái việc rất là thành công khi mà họ tạo cái lòng chảo đó là họ đã đập tan họ hút những đợt phản công lớn của ukraine vào và đập tan những cái đợt phản công đó đấy, đấy là cái mục tiêu quan trọng nhất bởi vì cuối cùng thì nó cũng sẽ dẫn tới cái việc là họ sẽ tái chiếm lại hết đúng không ạ à, chúng ta đã thấy chuyện đó xảy ra rất nhiều lần rồi vậy là chúng ta đã có hai ngày giao tranh rất là Uh, khốc liệt và những cái đợt tấn công tiến công rất là điên đảo của phía nga đặc biệt là ở cái khu vực hướng phía nam đông nam và hướng phía đông bắc đúng không ạ còn Ukraine thì chỉ có một cái điểm sáng ở cái vùng uh, Đô Torres thôi. Nhưng mà thực sự thì cái chỗ đó uh, có thể nói rằng là uh, rất đáng để mà đặt ra câu hỏi. Tại sao thời điểm này họ làm như vậy? Còn bây giờ thì ở tuyến phía Nam không chỉ Ulida, Nam Donetsk sụp đổ một loạt mà Zaporizhia cũng có những cái thông tin đang rất là nguy hiểm cho Ukraine khi mà chính Buranov còn thừa nhận Nga đã xuất hiện cánh quân lớn ở khu vực đó. đúng không ạ vùng Poros thì hai thành lớn ra đi rất nhiều thành nhỏ lung lay hoặc sụp đổ và Nga đang ở một cái thế tiến công rất là thuận lợi cộng với lại những tin đồn họ tiếp tục đưa lực lượng lớn ra thì ở hướng đó theo quy mô tập đoàn rồi là phương diện gì đó vân vật đấy cho thấy rằng là phía Nga vẫn đang uh, gọi là vây um, kéo quân Ukraine vào đây đúng không ạ? À, gọi là ở đây thì đang xé tan đội hình Ukraine ở khu vực này. Dây dưa với Ukraine ở các cái vùng à, Bắc Mút, Torres, sì còn ở dưới đây thì hai cái vector tấn công quá khủng khiếp của phía Nga đang hướng về khu vực bờ sông à, Donetsk đó là thành Dipconetro và Zaporizhia. Và Ukraine chưa có dấu hiệu gì để ngăn cản đúng không ạ? Đấy, nếu bây giờ mà thêm một quả Zaporizhia này nữa thì thôi đấy. Đó là những cái thông tin diễn ra trong 24 và mở rộng một chút đến 48 giờ hôm trước khi chúng tôi đi vắng. À bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin chiến cuộc quan trọng.